Lê xin chào mọi người nha. Phù Lê đang đứng trước nhà thờ lớn Hà Nội nha mọi người. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều chị gái xinh đẹp đang mặc áo dài màu sắc đẹp chưa? Chụp ảnh với cả xe xích lô này đó. À, tại vì Hà Nội đang diễn ra cái lễ hội áo dài mà, và hôm nay là ngày kết thúc rồi. Nên là nói chung là mọi người thì hôm nay đang diễn áo dài từ sáng đến giờ, có thể là giờ chụp ảnh luôn các vị trí khác nhau đi. Hả? Mình có thể diễn dài thế nào cũng được. À, bây giờ mình sẽ đi quanh một vòng xem. Hôm nay thì hình như không thấy có nhiều hàng hoa như mấy tuần trước. Có những xe hoa để chụp ảnh với nhà thờ. Mình đang không dùng mic nhá. Mấy mọi người có nghe rõ không? Nhưng mà áo dài thiết kế kiểu rộng rãi thoải mái, vừa dáng không ôm sát quá theo kiểu dáng cung đình Huế, áo dài Huế. Ừ. Nhìn các em gái tin xinh chưa? Trang điểm lộng lẫy mà còn áo đẹp lời chưa? Chất tạo dáng. Đó. Nó trả có 20. Xinh đi. Hôm nay là chiều chủ nhật và bây giờ là 14 giờ 45 phút. Khách du lịch họ vào tham quan nhà thờ phía sau kia. Giờ mình sẽ đi vòng phía trước rồi mình sẽ ra phía sau quay cho mọi người xem nha. Mình sẽ đi một vòng quanh. Mình đã đến nhà thờ quay cho mọi người xem nhiều lần rồi nhưng chủ yếu là phía ngoài thôi. Ghi là nhà thờ đón khách tất cả các ngày trong tuần và đặc biệt là ngày chủ nhật thì có những lễ và những giờ khác với các ngày thường, kiểu dạng như là nhiều giờ hơn ý. Mình cũng chả rõ lắm vì mình cũng không đến kia xem rồi lại quên. Xinh chưa? Chẳng biết có thấy xinh không? Má hồng xinh chưa? Xinh chưa? À, thời tiết là mùa thu này rất là dễ chịu và thời tiết đêm qua trời mưa, hôm nay nhiệt độ giảm rất là mát, mát mẻ luôn, không quá nắng, không bị mưa, đấy là thích rồi. Sáng nay trời âm u hơn một chút nhưng bây giờ trời hơi hửng lên một chút ấy thì dễ chịu hơn rất là nhiều. Và mùa thu này thì mình cảm giác như các nước ở châu Âu, họ lạnh ấy, họ có kỳ đông và họ tranh thủ thời gian kỳ nghỉ đông này họ sang Việt Nam hay là các cái nước du lịch ở Đông Nam Á này, họ du lịch nó có thời tiết khí hậu mát mẻ hơn rất là nhiều, nó ấm hơn ấy, ấm hơn rất là nhiều so với bên nước họ. Nhưng có vẻ là khách du lịch đi sang Việt Nam vào cái thời gian này rất là đông luôn. Phía trước mặt mình là phố nhà thờ, là có những cây đa lông với cây si, đó. Cây sấu, cây gì. Còn bên này là cây bàng này, cộng cà phê. Quanh khu này có rất nhiều quán đồ ăn vặt, quán trà chanh đây. Trà chanh bên này thì lúc nào cũng đông, bởi vì sao? Vì các bạn trẻ đến đây chơi rất là nhiều. Dạo chơi chụp ảnh chán chê thì vào chém gió trà chanh, ngồi lắm mỏi chân. À, vẫn còn cốm kìa, nhìn cái giỏ kia đây. Đây, cái gói xanh xanh cốm kìa, đó. Trà chanh, đá me, các kiểu. Chụp ảnh check in nhiều ghê à. Trà chanh 26. Sơi cốm. Cốm mọc. À, vẫn còn sơi cốm, cốm mọc kìa. Video lần trước mình quay mua cốm, mình còn chưa edit video để đăng lên cho mọi người xem đây. Chúng là hơi lười ọc. Chụp vào vị trí này thì sẽ không lấy được góc rộng của ở nhà thờ, mình sẽ đứng ra phía cái phố nhà thờ đằng kia thì sẽ xa hơn và chụp rộng hơn. Thánh lễ gì kia? An phong chân phúc tôi tớ Đức cha ta xoa bánh phô mai à.
ghế kiểu như thế ngồi chờ. Hàng cây này tại sao lại không thẳng mà nó lại nghiêng cây trái cây phải thế này? Các hình ảnh liên quan đến nhà thờ Miếu Thánh Giá Thiên Chúa bước đi cùng con người, tôi luôn giữ tận đáy lòng mình tâm tình mà Chúa đã gọi. Tu sĩ hiện hành sống đức tin. Đó là tiêu hao hoàn toàn bản thân với ơn cứu độ của hội thánh non trẻ tại đàng ngoài. Thơ gửi từ Roma. Nên đang đây ngạch đi học thánh lễ của các bạn nhỏ hay sao? Hoa lan mùa này đang ra rất là nhiều hoa. Lần đầu tiên mình bước chân vào trong nhà thờ nha mọi người.
Ok, mình đã đi qua một vòng. Chắc là khu vực riêng, bếp hay gì đó, mình không nên vào. Con bé xíu đã biết đi học rồi. Xa như vậy đi xa. Sao mình nghĩ là đi xa, nhà kem ngay gần đây sao, hay là có đoàn đưa đón. Anh Long ơi. Đông thế. Sao đi vào bạn đâu? Mày đâu,
Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Hội trường Học viện Thần học. Tầng 2 tiếp tân, tầng 1 là tiếp tân sử chính phòng khách, phòng ăn, khu đồ uống, quán đồ xe. Còn nhà này, bức xe này cũng kiểu mới xây dựng. Màu sắc đẹp đi. Tòa Tổng Giám mục và Tổng Giám mục Tổng Giáo phận. Ở đây có giải. Một cá coi. Sân bóng mini à? Cái chỗ này trông giống như chùa. Hey. Nhà nguyện Fatima. Nhà nguyện đường Thánh Giêsu, đường Thánh Thánh Gioan, đây đường Thánh Giêsu, đường Thánh Gioan. Đây là con đường này có thể đi qua lại được mà. Đường Maria Nữ Vương. Trường tiểu học. Trường tiểu Tràng An, trường tiểu Tràng An. Đây là nhà thờ đây. Trên đường này, và đây là con đường thuộc con đường Maria Nữ Vương. Đầu tường này, bên này là đường Thánh Gioan, nhà Thánh Teresa. Đây là trường tiểu học, các em học luôn ở đây và học đạo luôn à. Thánh Gioan. Nhà các thánh tử đạo. Phía trong kia chắc mình không lên vào, mình chỉ quanh quanh đây. Đại Trung Viện Thánh Giêsu Hà Nội, khu vực nội. Không phải sự xin lên vào, ok. Có xin phép đi ra. Đẹp ghê nhỉ.
mình sẽ đi ra. Mình đi ra đường sau. ये कर रहा हूँ मैं।